Dạ em chào mấy anh nha. Dạ bữa nay đầu năm luôn, tất tay bước sang năm 2024 ha. Em gọi đến mấy anh là chúc sức khỏe, là chào chúc anh mấy anh gia đình luôn suôn sẻ ha, công việc thuận lợi nha. Năm nay mình hy vọng mình sẽ làm ăn ngon lành hơn năm năm trước. Bây giờ những cái số cũ em bỏ hết ha, 2200 mấy 300 gì đó em bỏ, bắt đầu em nay năm mới nên em bước sang cái số mới ha, bắt đầu bỏ hết, chuyển sang số 1 nha, cho dễ ha, đỡ nhớ ha. Tại vì mấy cái clip em đăng lên, nói chung là clip em đăng còn cũng chừng con hai con à, nên nó cũng xóa hết rồi, giờ cũng không còn. Dạ bắt đầu qua con số 1 nha, đầu tiên ha, con Giang Ma nha anh, GE250, con này là 2 ngựa 4. Bơm nước ruộng rồi nha anh. Đây. Cái lạ. 2 ngựa 4 tua 2000 nha anh. Bốc lệch. Tua chậm. Con này cái bình xăng rất là đẹp luôn. Chú trong nó trắng như mới, tinh phiếu. 2 ngựa 4 báo giá 900 nha. Giang Ma ha, con số 2 Mitsu 310, 3 ngựa rưỡi, tua 2000. Con này em báo trước nha, lóc bơ bở nó đã sơn rồi nha anh nè, sơn à. Nó sơn lên tới cái mấy cái trên luôn nè, thấy không? Đó. Em khi mà em rửa em sạch ra thì nó ra chút xíu ra, để nhằm khi anh nhận máy rồi về lại bảo em sơn nha. Nè, nó sơn cần ga luôn. Nói chung là nó bảo ra nó sơn te tà le hết. Nó phun phủ luôn hay gì á. Nhưng mà anh biết không, con này là con 3 ngựa rưỡi, nó được cái con này ở ngoài nó sơn, sơn hay không bển do mình cũng không quan trọng ha. Bình xăng trong rất đẹp, trắng tinh à, khóa xăng nha. Cái này gì trời, e à, trời nó kéo e mà ơi, kéo e ga. Cái bình xăng ở trên nó đã sơn phủ một lớp rồi anh. Ngày mà anh nhìn nè, nhìn nè, đó mắc xăng yếu luôn. 3 ngựa rưỡi, 1.1 triệu nha anh. Con số 2 tua chậm. Con này con Honda 3 ngựa rưỡi nha anh, 900 luôn. Con số 3 ha, 3 ngựa rưỡi, tua 2000. Chụp giật hơi chóc sơn rồi anh, hơi xấu rồi nha. Cốt chiền tua chậm nha anh, cốt lệch luôn ha. Rồi con máy này là cốt 18 ly nha anh. Bô sơn luôn nha anh. Con số 3 900. Bình xăng trong trắng tinh nè. Ghét mở mấy cái bình bóng đà nó. Con này là con Giang Ma nha anh. Con số 4 chứ, nó lộn, số 4 ở bên đây. Con số 4 này là con Giang Ma nha anh, thùng thuyền hạ từ vàng giới xuống nha. Bao đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn. Thôi cần ga nè, ga nè. Con này báo giá công khai 1.6 triệu nha anh, số 4 nha. 20. Bô đen thui luôn anh. Bình xăng nha. Hộp to rồi. Yếm là ngon lành luôn. Yếm nó mới.
giống như nó bị thâm nha, nó bị thâm đen rồi. Đây cái khóa xăng nè, khóa xăng bao đẹp luôn nè. Con này 124 ngựa nha, xăng trong đẹp xuất sắc luôn. Con này báo giá công khai con số 4 1.6 nha anh. Con số 5, con này giang ma nhưng giang ma thùng vuông. Con này đời này có giá hơn tại nó có thùng vuông boe vuông á. 120 nha anh. 120 này y chang con kia là 4 ngựa, thấy lóc là y chang luôn ha. Nó chỉ khác cái chụp, khác cái bình xăng mẹ với lại cái bô. Bô kia thì nằm ngang đây, bô này nằm này. Con này báo giá công khai 1.8 nha anh. Giang ma 120 ha. Không khác con kia hết. Tại đời con kia rồi nó thùng thuyền á nên nó mất giá hơn chút xíu nè, anh thấy bình xăng không khác chút nào. Đời này á khóa xăng nằm trên đây, nó hút từ đây ra. Còn đời kia thì khóa xăng nằm dưới đít đây, khóa xăng nằm rồi thì dễ trị hơn, lỡ nó hư mình cũng mới hơn nè. Anh coi bình xăng là nó có cái cây xăng rồi đó, đó. Con số 5 giang ma luôn nha anh, hai con đều giang ma, một con 1.6, con 1.8 ha, con thùng vuông, con thùng thuyền ha. Con số 6. Con này giang ma 1.80 nha anh, 80 là 6 ngựa 2 ha. 26 ngựa 2. Giang ma 1.80 luôn. Lốc này nè, lốc này lốc đẹp nè, con lốc này lốc thâm nè. Con này y chang như là cái con số 4 luôn nha anh. Nè, anh em của nó giống nhau như đúc luôn. Nhưng mà lốc con này thì đẹp hơn. Con này cốt 20 ly nha anh. Nè, ở đây thí dụ nó có cái yếm màu đỏ như bên kia nữa mà ở đây nó không có nè. Hộp cò. Ngon lành luôn nha anh. Con này báo giá công khai 2.2 triệu nha anh. Con giang ma 1.80. 6 ngựa 2 chiên gắt xới ha. Bình xăng trong bao đẹp luôn. Phíu à, tinh luôn. Con số 7. Con số 7 là con giang ma. Giang ma 5 ngựa nhanh. Áo gió chụp giật ngon lành. Báo giá công khai 1.2 triệu nha anh. Trắng tinh không tì vết luôn. Con số 7 ha anh. Dạ. Anh nào mua thì liên hệ với em ha. Số điện thoại em là 0343000397 nha anh. Em tên Mai Bình Chánh nha. Ngay cầu vượt quốc lộ 1A luôn. Con là con Kuta 2230 là 5.8. Nhưng mà đặc biệt con này có đề nha anh. Con này có đề. Con này cái này là cục ấy, cục chết cha. Cái con này thiếu cái cục sạc rồi. Bây giờ để này cái anh con này thì báo em bắt cái cục sạc vô ha. Để rồi em vô em bắt cục sạc vô liền, em quên. Lúc này hay quên lắm. Con này 5 ngựa 8 nha anh. 5 ngựa 8 triệu rưỡi. Mình xăng trong ha. Thiếu cái lược rồi. Bắt cái lược ha. Xăng trong bao trắng ha. Ngoài nó hơi xấu xí chút xíu ha. Rồi con số 9 nha anh.
Con này Mitsu 510. Dạ quá đẹp luôn. Cái đời nè anh, cái đời này đời bố em nhớ ha. Anh nào nếu cảm thấy nó cồng kềnh, nó hơi đưa ra ngoài quá thì báo với em. Em bỏ khúc này nè, thấy không? Cần bỏ khúc này ra thôi là mình gắn cái bô e vô được rồi, giống như thằng bên đây. Đó. Không khác gì hết á. Cái bình xăng nó y chang nhau à. Nó chỉ khác cái đầu bô e thôi. Nè nó này nó có cái cổ nè. Cái ta kêu gọi là cái gì ta? Em quên mất cái tên này là gì nè. Anh chỉ cần mở dặn cái này lên thôi là mở cái cổ này ra rồi. Đời này sợ bị ô nhớt nha anh. Nó gió quá đẹp luôn. Subaru này em cũng không biết nó là 7 ngựa hay 7 ngựa, tại vì ít bán cái đời Subaru này lắm. Nên cái mạc của nó để mình cũng không có biết được con nào anh có mạc để. Nên em cũng không dám nói đây là cái con 7 ngựa hay 7 ngựa rưỡi, nó nằm trong khoảng từ 7 ngựa 7 tới 7 ngựa rưỡi. Tại vì đời Kuta thì nó 7 ngựa rưỡi, đời Mitsu thì 7 ngựa. Thời gian quá.
lực của nó nè. Làm hồi chắc tư cái dặm luôn. Cứng quá mấy anh ơi. Lại chút xíu mày bắt sao. Em thấy nó đẹp quá nên em chừa. Thấy coi nè. Số 12 con Mitsu 710 nha anh, là 7 ngựa ha. Con là tua 2000 luôn. Em báo giá công khai 1.4 triệu ha. Con này số 13 Mitsu 710 luôn. Cái da băng đàng hoàng. Con này thì đẹp hơn con kia. Anh em mua nói nha anh, không khác gì hết ha. Chỉ khác cái này con đời này cũng đời Boeing nhất. Con bên đây đời Boeing khô. Anh cảm thấy thích. Nói em mở ra. Em độ Boeing khô vô. Bình thường đời của nó mọc. Con này thì em báo giá công khai 1.6 triệu nha anh. Kỳ 7,5 người. Đây. Kawasaki FG300 ha, 7,5 người nha. Giật đồ còn ngon lành luôn, con này trùm cuối là bao đẹp luôn. Cái này không phải nha, cái này là cái dưới xó nè, con em nó quặt gạch. Con này có đề luôn nha. Chiền 25 ly, có đề luôn. Mã số của nó là 132992. Bồ trời, cái bồ bắt gì thấy ghét đi trời, mình không giống ai hết trơn. 7,5 người. Con này có đề nha, con này báo giá công khai 2 triệu nha. Kawasaki ha, đời có đề nha. Ít có con Kawa này mà có đề lắm. Số 14 nha, cuối cùng ha. Mình sang trong sâu quá không thấy được anh, nhưng mà nói chung là nó cũng hơi xét rồi đó. Để nếu này nãy mai em rảnh á, mấy con mấy ông thợ em lên em mở ra em xúc sạch sẽ luôn. Ngày nay nó không nghỉ rồi, có mình em làm với ông kia. Rồi em chào mấy anh nha, số điện thoại em là 0343 000 397 nha. Anh tên Mai Bình Chánh nha anh. Cảm ơn mấy anh thời gian qua ủng hộ em nha. Dạ.